Anh quét sân. Bậy rồi, không có. Anh quét này để cho nó sạch bá cát nè, vô đây anh bắt đầu đây nè. Ừ, tại vì mấy báo thủ á, nó thách ba bắt đầu trong nhà nó, giờ anh ba buồn quá. Ba lên đây ba dọn, thấy cái sân này nè, cũng giống như cái phòng khách cái nhà này đó, ba dọn ra ba bắt đầu luôn. Sẽ cho mấy thằng báo thủ nó biết thế nào là anh ba báo mà. Đó, thấy nhỏ nhỏ dư lực nó nha anh em. Rồi ok mấy em nha, hôm nay thầy ba báo sẽ cho anh em biết thế nào bắt đầu trong nhà nha anh em. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok anh em, bắt đầu trong nhà nha anh em. Anh em xem nhé, đã tiền vào đó nổi nha anh em.